Vâng thưa quý vị, trước thông tin nhập khẩu lợn từ Thái Lan thì giá lợn hơi trên cả nước thì đã đồng loạt giảm mạnh. Đặc biệt tại miền Bắc thì có địa phương giảm tới 4.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn giảm mạnh tại hầu hết các địa phương, dao động trong khoảng từ 88 đến 94.000 đồng 1 kg. Tại mốc 90.000 đồng 1 kg, có Vĩnh Phúc, Hà Nội. Trong đó, Hà Nội giảm 4.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Nam Định giảm 2.000 đồng 1 kg, có giá 91.000 đồng 1 kg lợn hơi, ngang bằng với Tuyên Quang. Cùng thu mua lợn hơi với giá 92.000 đồng 1 kg, Yên Bái, Lào Cai giảm 3.000 đồng. Đây cũng là mức giá tại Hưng Yên, Thái Nguyên. Cao hơn có Hà Nam, Bắc Giang, Thái Bình ở mức 93.000 đồng 1 kg, giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg. Cao nhất khu vực là Ninh Bình, 94.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng so với hôm qua. Cùng đà giảm, hiện giá lợn hơi tại miền Nam giao dịch ở mức từ 86.000 đến 92.000 đồng 1 kg. Trong đó, Đồng Nai giảm sâu 5.000 đồng 1 kg, đưa mức giá về 88.000 đồng 1 kg. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh giảm 3.000 đồng 1 kg, giao dịch ở mức 87.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng, tiến sát đến mốc 90.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, tỉnh Lâm Đồng đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi gần một tháng qua. Điều này đồng nghĩa với việc người chăn nuôi có thể an tâm tái đàn. Tuy nhiên, khi mối lo dịch bệnh giảm xuống thì người dân lại gặp khó khăn khác khi tái đàn, đó là con giống khan hiếm. Xã Tân Hội, huyện Đức Trọng là một trong hai xã có số hộ chăn nuôi lợn tập trung lớn nhất huyện Đức Trọng và thậm chí lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với hàng chục trang trại từ vài trăm con trở lên. Nghề chăn nuôi lợn là nghề chính và hộ nào cũng có thâm niên vài chục năm. Nhưng chưa khi nào nghề nuôi lợn của bà con lại khó khăn như hiện nay. Muốn tái đàn nhưng mà trước mắt là thiếu vốn, mà thứ hai là con giống mua không ra. Mà có mua ra đi nữa thì con giống rất là cao. Giống bữa nay bình quân là phải là 4 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi một con cả tiền xe về tới đây. Rồi ăn chi tiêu cám bã thì con giá thành mà trên 70-75. Chưa nói rủi ro. Bây giờ mong nhà nước mà hỗ trợ có nguồn giống nào nè để cho trang trại phục hồi lại. Theo chi hội chăn nuôi huyện Đức Trọng, chi hội có 35 thành viên thì nay 30% hội viên đã nghỉ hẳn nghề chăn nuôi để chuyển sang nghề khác. Số còn lại muốn tái đàn nhưng còn vướng quá nhiều khó khăn bất cập khi tìm nguồn giống lợn con. Giống bây giờ thì nó theo cái giá thị trường này, theo giống này vượt cao. Bởi vì cái giá thị trường này bây giờ nó không ổn định lắm. Bây giờ mình vào này 3-4 tháng sau mà nó mà xuống 40, 45, 50 thì nó hoài, không công. Thưa quý vị, vào tối qua thì lô lợn sống nhập khẩu đầu tiên của Việt Nam đã chính thức có mặt tại tỉnh Đồng Nai. Đây là số lợn được mua từ Thái Lan sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép nhập khẩu lợn giống từ nước ngoài vào để khắc phục tình trạng thiếu nghiêm trọng lợn giống trong nước. 317 con lợn giống này nằm trong số 80.000 con lợn giống được công ty Thùy Dương Phát tại tỉnh Đồng Nai nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về. Sau khi thông quan, toàn bộ số lợn này đã được cơ quan thú y kiểm tra hồ sơ về tình triệu chứng lâm sàng của các dịch bệnh truyền nhiễm trên lợn. Sau khi được nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo tại Quảng Trị, công ty đã đưa số lợn này đến trang trại Đồng Hiệp ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cái heo giống cao thì không mua được ở Việt Nam, bởi vì không có. Cho nên là có tiền chưa chắc đã mua được. Thế hôm nay mà chúng ta mua, các anh các chị xem rằng cái lượng heo mà nhập và rất là đẹp, rất là tốt. Đấy, được các anh các chị cục thú y, được bộ, đặc biệt đồng chí thứ trưởng đến trực tiếp chỉ huy chỉ đạo. Tôi cho rằng đây là sự động viên rất lớn cho các nhà chăn nuôi. Ngay sau đó, đàn lợn được vận chuyển vào khu nuôi cách ly để theo dõi. Đối với đàn lợn giống thì thời gian cách ly tối đa 45 ngày. Trong thời gian nuôi cách ly, đàn lợn tiếp tục được lấy mẫu giám sát về các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau thời gian này, lợn giống khỏe mạnh, không có dịch bệnh sẽ được cấp chứng nhận cho doanh nghiệp chăn nuôi nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn. Từ Thái Lan là cái nước mà chăn nuôi tiên tiến, chủ yếu là các doanh nghiệp lớn và các trang trại quy mô lớn để thực kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Thứ nữa là các giám sát cái lưu hành virus, tiêm phòng vaccine rất chặt chẽ, thậm chí có cái bệnh như là mồm long móng là một trong 6 quốc gia được tổ chức thú y thế giới OIE
công nhận. Theo Cục Chăn nuôi, hiện có 8 doanh nghiệp Thái Lan có các trang trại đủ điều kiện để xuất lợn sống sang Việt Nam. Theo đó, số lượng lợn xuất sang Việt Nam có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Qua đó, đã có rất nhiều doanh nghiệp đã đăng ký để nhập khẩu. Số lượng đăng ký nhập khẩu đến ngày 12 tháng 6 đã lên gần 1 triệu con. Huy Dương Phát là nhập khoảng 80.000 con cho 3 trại. Đồng Hiệp ở đây, Hoa Phượng và một trại ở Bình Phước. Thế còn công ty dinh dưỡng quốc tế Việt Đức thì sẽ nhập 40.000 con. Và trong kế hoạch năm nay này sẽ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này. Ước tính sau 5 tháng đưa vào chăn nuôi, cuối năm, doanh nghiệp Thùy Dương Phát sẽ đủ con giống để tăng đàn tái đàn cho các trang trại vệ tinh, đồng thời cung cấp giống ra thị trường phục vụ tái đàn. Ngoài số lợn giống, trong tháng 6-7-8, công ty này cũng xin nhập 120.000 con lợn thịt phục vụ cho công tác giết mổ cung cấp thịt lợn cho thị trường, góp phần bình ổn giá thịt lợn. Dự kiến là số lợn thịt 500 con sẽ về đến trang trại của doanh nghiệp. Giá thịt lợn những ngày qua đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên mức giá này vẫn đang ở mức cao so với các nước trong khu vực. Vì đâu mà giá thịt tăng cao và số tiền mà người tiêu dùng đang phải bỏ ra để trả cho một cân thịt lợn có chênh lệch bao nhiêu so với giá thành? Phóng viên VTC đã tìm hiểu và hạch toán được con số thực tế. Mà con lợn 3 triệu một con giống mà nuôi thuận hòa không dịch bệnh gì nó rơi vào tầm 70. Giá bán phải 85 đến 90 thì dân nói chung là mới có lãi. Thì là giá giống nó rất là cao rồi, xong cộng với giá cám tăng nữa. Từ cái tháng 3 đến bây giờ là hai đợt tăng giá rồi. Thì mỗi đợt tăng giá là 6-7 nghìn một lần, tương đương với khoảng độ 12 đến 15 nghìn trên một bao cám 25 kg. Rồi thì giá cám thấp thì con giống cái thịt lợn mới bán ra thị trường mới giá rẻ được. Theo tính toán của người chăn nuôi, nếu tính cả vòng đời một con lợn khoảng 100 kg xuất bán sẽ tiêu thụ hết khoảng 250 kg cám. Với giá cám hiện tại khoảng 10.000 đồng một kg, một con lợn sẽ tiêu tốn khoảng 2.500.000 đồng. Cộng với 3 triệu đồng tiền con giống và 500.000 tiền công, hiện giá thành sản xuất một con lợn đang ở mức 6 triệu đồng một kg, tức là khoảng 60.000 đồng một kg lợn hơi. Cộng thêm chi phí hao hụt, vaccine, giá thành mỗi kg lợn hơi tại chuồng sẽ ở mức từ 65.000 đến 75.000 đồng một kg. 65 đến 75.000 đồng một kg, đó là giá tại chuồng. Còn ngoài chợ, con số này đã bị đẩy lên một mức khác. Một ví dụ là tại chợ đầu mối gia súc Hà Nam, nơi chỉ cách vùng chăn nuôi lớn Ngọc Lũ 2 cây số. Hôm nay mình bán với giá bao nhiêu? 52, 55, 57. Sáng mua chiều bán thì mua sáng nay về giờ về bán không hết đến mai. Bán như vậy 53, 53, 85 thì. Tức là bây giờ tôi về đây bán hàng đầu bảng này là 91.000. Mỗi 1 kg lợn hơi tức lợn tại chuồng sẽ thành thịt thành phẩm đến tay người tiêu dùng, sẽ phải trải qua hàng loạt khâu trung gian, mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng từ doanh nghiệp chăn nuôi đến người tiêu dùng, giá thịt lợn sẽ tăng trung bình khoảng từ 8 đến 10%, tức từ 70.000 đồng 1 kg sẽ tăng lên khoảng 90.000 đến 100.000 đồng. Từ lợn hơi để thành thịt miếng thành phẩm đến tay người tiêu dùng phải qua các giai đoạn giết mổ, pha lóc nên bị hao hụt nhiều. Chẳng hạn, 100 kg heo hơi chỉ thu được 55 kg thịt ăn được, gồm cả nạc và mỡ. Vì thế, từ giá thành 70.000 đồng 1 kg hơi, sau khi giết mổ, chi phí 1 kg thịt thành phẩm, cả nạc và mỡ sẽ vào khoảng 127.000 đồng. Gần một tuần nay, giá thịt lợn có giảm nhưng chưa nhiều, vẫn ở mức từ 170 đến 200.000 đồng 1 kg, tức là cao gấp 1,3 cho đến 1,5 lần so với mức giá mà chúng tôi vừa hạch toán ở trên. Giá cao nhưng các hộ chăn nuôi thì luôn than thở với phóng viên rằng họ không được lãi nhiều. Thương lái, người bán thực phẩm cũng cho rằng mình cũng chẳng lời lãi bao nhiêu vì hàng bán chậm. Chỉ có điều chắc chắn là người tiêu dùng phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho bữa ăn của mình, cũng chính là người thiệt thòi nhất trong lúc này. Vậy thì ai là người hưởng lợi? Nhiều người cho rằng đó chính là các doanh nghiệp, những người nắm trong tay từ con giống tới thức ăn, thuốc thú y, thực hiện cả việc chăn nuôi và giết mổ. Không ít nghi vấn cho rằng với việc nắm thị phần lớn, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều chiêu trò để chi phối găm hàng, đẩy giá bán để hưởng lợi. Thấy rõ nhất trong chuyện cung ứng con giống ra thị trường sau đây. Đây là cái nhà này là ngày xưa là cũng để úm lợn con đây. Thế bây giờ là để nuôi vài con gà đấy thôi. Đây này bờ lu phá hết rồi này. Đây này chuồng lợn là từ đây xuống tít mãi dưới kia. Đấy phá tắt tanh bành đấy, bây giờ nuôi trồng cây đấy.
không dám nuôi lợn nữa. Mà giờ... vốn đâu mà nuôi lợn, mà con giống nó quá cao. Mua lợn chạy phải hơn 3 triệu một con. Mà mua lợn ở làng người ta có đẻ ra thì ít nhà người ta bán. Mà có bán thì cũng phải 3 triệu. Thế mà mua lợn chạy phải 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6. Thì lại nuôi trong cái thời gian đó tầm 7-8 tháng, nó còn rủi ro nữa. Có, nên là người dân chúng tôi bây giờ là lấy chuồng cứ để không thôi. Con giống rất khó bắt, bởi vì ở làng này trước hàng nghìn hộ nuôi, bây giờ không được 10% thì không có con giống. Thế mà đi bắt ở các trại cũng không có luôn. Mà có thì là quá đắt. Bây giờ khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu con lợn sách tai vừa tách mẹ ra thì nuôi nó tầm tạ. Thì bây giờ nó lại về 40 với 30 thì có mà bán nhà thì chả kịp. Có muốn không thì muốn lắm, thế nhưng mà thực tế là không làm chủ được cái giá cả thì không dám. Quay quá đánh bạc thì anh em ngồi thì cũng đàm phán chuyện nhau, bây giờ có bản lĩnh thì ông nào có bản lĩnh dám vào làm quan. Nuôi lợn còn khó hơn đánh bạc, hay phải bắt thề xem lá số tử vi năm nay có hợp để nuôi lợn hay không. Đó chính là câu nói cửa miệng của những người nông dân ở khu vực xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, một trong những thủ phủ chăn nuôi lợn lớn nhất của cả nước. Và thật không khó để bắt gặp những chuồng trại chăn nuôi bị bỏ không ở thủ phủ này. 240 hộ nuôi lợn thay vì hơn 2.000 hộ nuôi ở thời điểm 2018. Số hộ nuôi lợn còn trụ lại được đến thời điểm hiện tại chỉ bằng 1/10 so với trước đây. Tức số đầu lợn tại thủ phủ chăn nuôi lớn của miền Bắc, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam, thời điểm hiện tại chỉ còn gần 30.000 đầu lợn. Cạn vốn do dịch, cộng với việc không thể tiếp cận được với lợn giống của các doanh nghiệp. Lợn giống trở nên khan hiếm, khiến giá đội lên quá cao, đã khiến gần 90% hộ chăn nuôi ở đây bỏ chuồng.